Ê, chứ bình thường yêu quái các ngươi ăn gì vậy? Thịt đường tăng. Hả? Ê, bình thường ngươi thích ăn gì? Ờ, toàn cỏ, hả? Sao ăn cỏ vậy? Nó là bò, không ăn cỏ chứ không lẽ ăn thịt gà. Ừ ha. Đúng rồi, mặc dù cỏ không ngon như thịt gà, nhưng nó xanh, khỏi phải xào, ở đâu cũng có, rất tiện lợi. Tiện hả? Có tiện bằng miệng liền không? Hả? Hình như khúc này nó đang chạy quảng cáo nè. Có ai muốn ăn này không ta? Ừ, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ngon chứ hả? Ừ, ngon ghê. Ta cảm nhận được hương vị của gia đình là mùi của mẹ. Ngon thì ăn thêm đi. Ăn chứ. Ê, mì gì nghe mùi thịt bò vậy? Thì là mì bò kho mà. Mì hương vị bò kho. Hả? Ta cũng là bò mà. Nhưng mà hương vị rất là thơm. Hả? Hả?